Trên hành trình khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực buôn bán ô tô, dịch vụ sửa chữa, cung cấp phụ tùng, mang trong mình mã gen của người tiên phong, kiên tâm với sứ mệnh phụng sự xã hội, phát triển kinh tế. 15 năm phát triển và dẫn đầu, những con người Toyota Hà Đông luôn sát cánh bên nhau dựng xây những giá trị mới. 15 năm, thời khắc vàng của bước chuyển mình mạnh mẽ, đồng hành chinh phục khát vọng tiên phong, lấy khách hàng làm trung tâm của Toyota Hà Đông, kiến tạo phong cách mới. 15 năm chạm vào vinh quang, bước qua giới hạn là bản hòa ca trầm hùng mạnh mẽ của những âm thanh cất lên từ những khát khao làm khách hàng hài lòng. Dịch vụ chất lượng luôn hướng đến là đại lý được yêu thích nhất, đánh dấu hành trình 15 năm phát triển đầy tự hào của người Toyota Hà Đông. Toyota Hà Đông, 15 năm hành trình hạnh phúc hướng về tương lai.